anh đấy nhỉ. Bắt đâu về đây? Tôi bắt trên rừng về. Rừng này? Không, rừng sau kia. Rừng nào? Không phải rừng này, rừng này à? Đồi bên kia thôi. Tưởng rừng trên này của tao đấy. Cháu bắt trên rừng sau kia thôi. Thế bác xem có lấy đâu để cho bán. Xem à. À này, bán nào anh? Bác thế nhà bác có cân không? Cân hay cân. Không có cân đâu. Hay cho bác xin. Bác thì nói được, cháu bác đi trên kia về. Cho cháu 1-2 triệu được. 2 triệu à? Thế là không cho bác à? Cháu không cho được đâu, cháu bác mệt lắm. Bác tin đi, con lợn rồi mà. Mai đi bắt. Không được đâu bác. Bác không dễ đâu. Thế thôi, mau về đi. Ra cho các đi. Ra cho các. Bác đi, không lấy. Rồi, gầy. Đi. Không cần. Mất. Bác ơi. Bác. Đi. Nhà bác có gạo không? Đồ với cháu một bao gạo được. Gạo. Một bao. Tôi đây tôi đi. Bỏ xe. Bao gạo. Đây, cầm lấy đi đi. Sao ít thế bác? Cháu bảo đổi một bao mà. Thế thôi con lật bé tí kia rồi đổi bao. Thóc cái chồng ngâm mới được. Cháu bảo đổi gạo mà sẽ thóc rồi bác. Thóc xem mà cháu ăn được. Ui, lật gà ăn được thôi cũng ăn được. Nhà ăn của gạo. Lấy đi đi. Có lấy không? Lấy đi đây. Thế nhà bác còn đau nên cháu thêm một ít. Còn mỗi thế thôi. Lấy được thì lấy. Đổi à? Đổi vậy. Chào bác nha. Thank you.
cô cơm. Đây.